Mới 18 tuổi mà sao mà bị cái này ăn quá trời. Bác nói là, bác sĩ nói là hy vọng là mạch máu của cháu nó đừng có mục, nếu mà nó mục nữa nó đứt luôn là không có thể cứu. Chắc phải là cũng nhờ bà con lối xóm cho là thiệt. Ông chú giờ còn có nhiêu không biết làm sao để đi. Sáng mấy chị mới cho nữa nè. Dạ. Lại thăm cho nè. Dạ em chào chị. Dạ thì ngày hôm nay em với anh Đua Vlog qua đây thăm hỏi sức khỏe của cháu. Thì em cũng vừa mới biết là em nó bị điện giật á. Bây giờ tai đang ngoại tử vậy á. Thì hôm nay em với người anh qua đây để mà thăm và tìm hiểu, để mà chia sẻ câu chuyện của cháu lên, để cho tất cả quý cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước thấy được cái hoàn cảnh của em này, có thể giúp được gì thì người ta giúp nha. Dạ chị ơi, bé bị lâu chưa chị? Bé bị được, bé bị 2 tháng. Bị 2 tháng rồi. Dạ, cái thời điểm đó lúc đó tại sao mà bé bị điện giật vậy chị? Bị bé sửa anten. Dạ. Sửa anten mình, anten truyền hình mặt đất á. Dạ. Rồi bé leo lên nóc nhà bé dịnh đặng cho ông ngoại dưới này, ông ngoại cột. Dạ. Rồi chẳng may rồi bị điện trưa cao thế á, nó phóng. Ủa, điện phóng luôn hả? Phóng cho nên hít. À. Hít bé vô cây anten sắt. Dạ. À, rồi tới nhà có cái là coi trời Phật cũng phù hộ hay thương vậy, rồi nó nổ cái bình điện. Nổ bình điện luôn. Nổ bình điện cho nên bé mới văng ra rồi trồm sớm ở đây nè. Rồi người ta mới thấy vậy, người ta mới 4-5 người vậy là thấy bé là không, bé bị bất tỉnh ở trên nóc nhà, người ta mới kêu. Dạng như là người ta không dám leo lên, nhưng mà người ta kêu rồi coi con còn sống hay không vậy thôi. Rồi nó bất tỉnh một hồi vậy đó, biết bao lâu vậy đó, rồi nó nghe kêu, nó tự nhiên là nó ngốc dậy. Rồi ta mới kêu thôi con gắng lớp ra đây đi. Rồi mấy chú ở đây gần đây nè, mấy lấy cái thang leo lên. À, mấy lấy thang tròm lên là bé lớp từ từ ra, rồi mới ẵm bé xuống được, cháu xuống được, rồi đem qua bệnh viện. Qua bệnh viện tạm mình ra. Nằm đó cũng tiếng mấy đồng hồ vậy. 6 giờ mấy 7 giờ vậy nó mới chuyển xuống bệnh viện Trà Vinh, nằm đi nguyên một đêm đó. Qua ngày sau nằm nguyên một ngày nữa. Rồi 6 giờ cả 6 giờ mấy 7 giờ vậy nó mới kêu lại, là nó nói tiếng hồn rồi. Mình khóc ngất rồi hồi tỉnh lại, hoàn hồn lại hoặc là tỉnh táo lại, cái bác sĩ mới nói là bây giờ cháu cũng còn nhỏ quá, trong thời gian còn đi học nữa, thôi rồi tụi tôi sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Để giữ được tay của cháu, bây giờ phải mổ. Mổ càng sớm càng tốt, thì qua 2 ngày sau bác sĩ sẽ lên lịch mổ. Dạ. Mổ đợt đầu, mổ đợt thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ ba, lần thứ tư là chụp mạch máu của bé cháu nó mục. Nó dở, nó đứt. Dạ. Cái tay trái này nó đã đứt hết một cọng rồi. Đứt cái mạch máu hay gì? Đứt mạch máu cái luôn. Dạ. Giờ còn chỉ một cọng để nuôi mấy ngón tay này thôi. Còn gân thì đã ngoại tử hết rồi. Giờ là mấy ngón tay bé không nhúc nhích được rồi. Không nhúc nhích được rồi. Cắt gân hết rồi. Cắt hết luôn, lọc hết luôn. Cắt lọc hết. Hiện tại tay phải này vẫn còn ngoại tử. Dạ. Tay trái này vẫn còn, bác sĩ vẫn còn. Nói chung là lỗ mà để phép ngoại tử. Dạ. Vẫn chưa, chỉ cho là lắp thẻo cái miếng da dưới đó thôi, mà nó không dính, lúc đầu nó không dính, lần sau phải bổ tiếp. Lắp nữa, bây giờ nó dính vô, mỏng da đó, cái mô hạt nó không đỏ, nó không ăn. Dạ. Cho nên giờ cái tay trái này nếu mà dở ra nó vẫn còn đen thùi lùi. Quá trời. Nó nói là bác sĩ sẽ mổ nữa, nhưng mà bác nói là hậu không còn sức. Mổ thì vẫn mổ được, nhưng mà ngày ngày sức càng kiệt. Dạ. Cho nên giờ phải về dưỡng, dưỡng cho cháu ăn cho có sức lại rồi quay trở lại. Giờ là giống như là em nó bị kiểu mà liệt luôn hết hai tay luôn. Liệt hết, đâu có nhúc nhích gì được, bị về gân. Cái này tay này còn ngoại tử mà, đưa cho cậu coi, nó vẫn còn sưng nè, em nhìn đi. Kiểu bây giờ như máu nó không lưu thông nha. Nó còn ngoại tử, thịt ngoại tử là nó vẫn, thương bác sĩ nói là thịt ngoại tử.
chẩn sơ. Cảm giác như đang có cảm giác không? Tê tê hả? Dạ. Nó không có co qua co vô vệ sinh rồi. Nói chung là không có cơ hoạt động được nhưng mà cảm giác của em vẫn còn. Tê đó. Bởi vì nó còn gân trên. Bác Lập nói là gân dưới nó bị mục ngoại tử nhưng mà trời xui khiến phải như giật văng ra nó mà giật dính vô trong cái cây sắt cái ente sắt nó mới khó chịu. Có hình nếu phải em lấy hình điện nổ. Nhờ bình điện nổ cái nữa. Bình điện nổ nổ. Nếu không nổ là chắc bữa nay mồ xanh cỏ rồi. Thiệt luôn, tại vì hít lại điện có thế mà. Chị cứ đút cho em ăn xong đi hen rồi để chút nữa chị em trò chuyện tiếp. Hết biết đường rồi, cũng tiền cũng dai tiền mượn không. Dạ. Từ cái lúc mà chị chăm sóc em tới giờ luôn là cái số tiền chị mượn hết được bao nhiêu rồi chị? Chị mượn hết 40 triệu rồi. Là trị cho em nó không á. Mượn dai 40-50 triệu rồi. Nói hai là cũng có một số bà con dòng họ cũng cho được mười mấy triệu. Dạ. Rồi chị túm chị đi rồi nói ngay là lúc không có tiền thì bệnh viện vẫn cho mình nợ. Cho nợ luôn hả? Ra ca mẫu lần này ra rồi xong rồi chúng kêu lên phòng hành chánh cho mình biết là mình âm của bệnh viện số tiền là 5 triệu 10 triệu. Dạ. Rồi chị tính đóng bao nhiêu, ví dụ như ta mổ lần này lên 8 triệu giờ khả năng mình chỉ có 2 triệu thì mình phải nợ lại bệnh viện 6 triệu. Vẫn đóng như vậy, nhờ vậy mà mình đi lên trận. Chị cũng có Mạnh Thường Quân mà không phải là mình kêu gọi. Ở đâu người ta lợi đó, mà ta thấy không có lên, ta không có lên phòng được. Yeah. Ta cho toàn cái phòng vậy nè. Ví dụ như Hậu được 500 rồi Cưng được 500, người này cũng được 500, trong phòng đó là 7-8 người bệnh chứ. Cũng có điều nhờ có người nhờ mấy cô mấy chú rồi thấy họ cảm người ta cho ta lên được á, người ta là cho điều trong phòng hết vậy. Nhờ vậy mà cũng mua đồ ăn cho bé rồi cơm thì mình đi xin con mình từ thiện á, bệnh viện Chợ Rẫy á cho ngày 3 cử luôn á. Ở đây giờ mà công việc chính của chị là làm công việc gì chị ha? Rồi chị đi mần mướn không mà em ơi, chị đi rửa chén phụ quán rồi mần cỏ vườn thanh long đồ này nọ, nói chung là đến lúc cháu nó chưa bị là chị đi mần mướn không à. Dạ. Cái em này em Hậu là hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi chị ha? 18, đang học 18. 12 ở ngoài trường Nguyễn Nhân Hai ngoài Bình Phú à? Nguyễn Nhân Hai là trời. Bên trường cũng hỗ trợ được 20 mấy triệu. Dạ. Cho cháu tạm ứng được cũng 4 lần. Dạ. Bây giờ cháu mổ 8 lần. Rồi em giờ đang học lớp 12 luôn. Đang học lớp 12 chuẩn bị ôn thi lớp 12 rồi bị. Trời ơi. Thấy giờ thịt tay của em nó bầm lỗ lỗ ở trên trơn của chính chị. Cái này là bị mổ ngoại tử rồi mổ banh ra. Rồi chỗ này cái lỗ này nó bác sĩ phét sâu quá cho nên thẻo chỗ này. Ừ, thẻo thịt tôi đây. Nè bây giờ nó tắm nước nó cũng vẫn còn phồng phồng lên. Dạ. Nó còn mới quá. Dạ. Nó thẻo rồi. Lúc đầu là thẻo đây, lắp vô đây. Dạ. Rồi sao thẻo cái này lắp vô đây nó không nó kiểu dạng nó còn ngoại tử nó không dính. Dạ. Nói chung nó không sống mô hạn, nó không sống. Rồi bác sĩ mới mổ tiếp cái này. Lúc đó là bé bị là chị đi làm, chị đâu có nhà hả? Đúng rồi, chị đi làm. Chị đi làm rất chiều rồi nghe người ta cũng quýnh quá, người ta để kiếm cái số điện thoại của mình cũng không được mà tới chị về. Rồi cái chị sao chị thấy ta bu đây quá trời. Cái cửa nhà nè. Tưởng đâu rồi có chuyện gì rồi. Mình chưa biết chuyện xe. Gì luôn. Tưởng đâu tai nạn xe không mà nhờ cái chị đó, chị nói nhóc nó leo lên nóc nhà nó gáy anten điện giật gần chết rồi. Trời ơi. Rồi điếm hồng hết trơn rồi nó giờ đem qua bên trạm, nó chạy qua bên trạm. Rồi thấy con hỏi con có sao rồi không, nó nói con bị hai tay mà con đau quá, con nhức quá, tê quá, tê quá. Nằm bên đó cả tiếng mấy đồng hồ của đầu nó mới chuyển xuống dưới. Nguyên một đêm đó nó nhức, chị đâu có ngủ mê gì. Bây giờ bé cũng còn nhức. Nhức với đau lắm. Cái này mùa lạnh nó mới nhức dữ lắm, tại gần bên sáng á. Lạnh như là nhức dữ thần lắm.
tại vì gân của mình không, đó. Không cho dùng thuốc nữa, thuốc có mà không cho dùng được nữa. Sợ nào hơn. Nhất dữ lắm mới cho dùng, bởi vì bác sĩ nói là Hậu đã dùng thuốc giảm đau kháng sinh quá nhiều. Dạ. Nếu mà dù dùng tiếp nữa là sẽ, nếu mà sau này hai cái vết thương này nó lành thì nó sẽ qua thận. Ừ. Qua thận là đi nữa, phải chạy thận. Ừ. Uống thuốc tây nhiều quá này thì nó hư thận. Cho nên là bây giờ kệ, cái đau thì gắng chịu, chịu đau quá chịu không nổi luôn hả mới uống. Dạ. Ở nãy giờ nói chuyện mà không có biết chị tên gì hả chị ha? Chị tên Mến. À chị Mến. Ừ. Thì hiện tại là chồng chị Mến làm công việc gì? Chồng thì nói sợ cháu buồn chứ ba nó bỏ nó hồi hồi nó năm học lớp 7 lớp 8 luôn. À. Ông bỏ đi về nhà ổng rồi ổng bỏ nó ngỏ tới giờ chị nuôi nó tới giờ á. Mà bữa tính quay nó thật lòng tính quay hỏi chồng làm gì chị cũng không có nói. À. Là chị nghĩ chị nói chỉ là chồng hai chồng đi làm mướn làm thuê. Dạ. Mà thật sự ảnh ở dưới ảnh cũng đi làm mướn người ta chứ không gì. Nhưng mà không còn... lúc em Hậu thì bị và ảnh có lên thăm không? Không. Không lên luôn. Ở bên bệnh viện mổ lần thứ ba là Hậu ra Hậu tỉnh rồi Hậu kêu mẹ điện ổng thử rồi là điện ba nó đó. Dạ. Mới lấy máy ra điện điện lực đó được. Nói chị cũng thông báo là tình trạng bé như vậy vậy đó, đằng sau này nếu mà có gì cũng đừng có trách. Dạ. Nó tay cái bé vậy đó rồi cũng hỏi thăm, nói ừ giờ con thì sao đồ đâu được lần vậy đó rồi. Mổ lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu điện không bắt máy. Dạ. Tới giờ thì chị không điện nữa. Mà cũng bên nội không ai lên thăm luôn. Không, không ai lên thăm mà cũng không điện lên là hỏi thăm cháu rồi sao. Dạ. Ăn cơm nữa không con? Thật sự luôn, anh thanh niên mới 18 tuổi mà sao mày bị cái nạn quá trời. Bác sĩ nói là hy vọng là mạch máu của cháu nó đừng có mục. Nếu mà nó mục nữa nó đứt luôn là không có thể cứu. Cắt quả. Dạ. Cắt từ đây tới lên đây. Dạ mẹ. Cắt từ đây lên đây. Thật sự nhìn thấy xót quá trời xót. Chị nói thiệt tới cái đường cùng mà chị suy nghĩ mà chưa có nói ra thôi. Nếu mà nói hỏi bác nó thì bác cố gắng để cứu con tay. Nếu mà tới đường cùng chị cũng hỏi rồi bác coi là nếu mà tay bàn tay của chị á lên phẫu thuật quật lược có cắt ra rồi có ghép qua cho nhỏ được, hơn thường thường ta nói mấy người kia ta nói mình đứt tay đứt lìa mà trong cái thời gian nào lên cả bác sĩ vẫn nói lại vẫn không được. Nói chung là cái đó là hầu như là không được rồi. Tại vì cái phần thịt của em nó khác chứ phần thịt của chị mà. Phải vậy, chị cũng nói vậy rồi bác sĩ cũng hỏi rồi, hỏi bác sĩ Lộc rồi, bác sĩ nói đâu có được, gân của cô nó khác. Đúng rồi. Cái khớp nó khác nhau hết. Khớp nhau, mỗi người mình có một cái cơ thể khác nhau. Nó phải ăn khớp với thằng này. Dạ. Bác sĩ nói là ghép da thôi, phải cùng máu mới ghép được. Dạ. Chứ còn không khác máu cũng không có ghép da được, nó không có dính. Chứ đừng nói chi mà tới ghép lạ cả cái bàn tay. Bác nói vậy. Hậu ơi. Dạ. Thì lúc mà bị như vậy á rồi muốn nói mình hết biết gì luôn hay sao Hậu? Dạ, cái cắt trên mái nhà. À. Thì cái thời lúc mà mình lại gần là dây điện nó hút mình vô luôn hay sao? Dạ, cầm cây rồi điện phóng hay gì. À. Rồi vô dính cây giật luôn. Cái dây điện nó không có vỏ hay sao nó phóng dưới à? Không biết nữa. Cầm dây điện ba cộng đó. Nó ngoài lỗ, ngoài này nè. À. Nó ngoài ruộng kìa. Là leo lên nóc nhà này hả? À. Nóc nhà này sửa không? À. Trời ơi. Rồi lúc đó là ông ngoại ở dưới, Hậu ở trên hả? À. Trời đất. Ông ngoại ông cũng đau lắm. Rồi cầm cái cây gì? Cầm cái sắt hay là cây gì? Dạ, cái sắt. Cái ống tiếp á. À, cái ống tiếp để mình đẩy cái anten. À. Rốt cuộc là điện nó phóng vô cái cây sắt đó, nó dính vô cái tay mình vô luôn hay sao? À. Nó dính cái sắt vô cái tay hai tay mình luôn. Con không biết nó giật không? Không nhớ ha. Mà có khi nào ủa nếu mà dịch thì sao mình chắc nghĩ tưởng đâu ôm vô cái sắt rồi sao mà nó cháy hai bàn tay hai cái khúc này ghê ta. Mấy người kia nói là tức là nó là giật á là nó thấy không có thấy nó bị nó trên nóc nhà. À. Cho nên là nó nói là lúc đầu là nó cầm hai cây tên hai cái tay là nó nghe gần. À. Rồi bắt đầu mới hít thì sau thời thấy nó không thấy nó nhưng mà tay thấy cây tên dính lên ba cọng dây đó. Trời ơi. Dính lên ba cọng dây đó.
mà không biết sao mà nó truyền qua hai cái cổ tay này quá trời, mình cũng không có. Nếu mà cầm cây sắt á thì đáng lẽ nó bàn tay đúng không? À. Còn này nó bị ngay cái cổ tay luôn ấy hả? Nó bị khỏe qua đây nhưng mà nó không sao. À. Nó chỉ phẳng, nó phẳng từ cái bắt lọc nó là từ cái phần này, từ cái chỗ này là trở xuống. Là hơn là nó chưa có ngoại tử xương. Dạ. Yeah. Nếu ngoại tử xương là tháo khớp rồi. Tại vì bây giờ thịt nó chín hết trơn rồi. Chín mà nó ăn luồn theo mạch máu nữa, phải mà giống như mình phỏng nước sôi thì nó ở bên ngoài thôi. Dạ. Yeah. Nó đâu có ăn luồn. Còn này nó phỏng điện nó ăn luồn. Này của chú anh chị, tay em đó nè. Giờ là cái ngón tay đâu nhúc nhích được đâu. Đụng vô thì em nó vẫn còn cảm giác nhưng mà nó không nhúc nhích được. Mềm xèo luôn rồi. Bởi cái đường điện nó quá trời nguy hiểm luôn. Ở cái tay ở đây là nó dài lên trên đó luôn ha. À đúng rồi. Cái tay đây nó ngoại tử lên tới đây rồi bác sĩ phải mổ banh ra. Dạ. Banh ra để mới cắt được chắc lọc. Còn đây ngay chỗ tay thì khoét giống như là cái giếng vậy. Khoét vô sâu luôn hả? Ừ, để chị lấy hình cho dạ, em coi. Dạ, cho em coi hình đi. Dạ, chứ giờ em nó lấy ra tội em nó đau lắm. Tháo ra nữa em nó đau, bởi vì mới hôm qua mình tơ lại cũng tháo ra rồi tính lại tháo ra. Này cái này của học nó là vẫn còn nhắn tin nè, giống như nhóm, là, trong nhóm nè. Trong nhóm nè. Hôm nay thi mà chị đâu có cho nó giữ điện thoại đâu. Nó giữ nó buồn. Để cho em này nhìn nữa đi chị. Đúng em. Chị vô Zalo cho anh thầy, chị vừa về mỗi lần ông thầy ổng cập nhật, ổng cũng thăm hỏi với yeah. tình hình của ông Hậu rồi sao, rồi chị mỗi lần thay băng, mỗi lần mổ là ổng cũng điện. Nó mất hình. Chị tính nè. Dạ. Đây, hiện tại ta cháu đây. Ừ. Hiện tại luôn, bây giờ nè. Trời ơi quá trời. Cái này nó còn ngoại tử nè, bởi vậy trong cái từ cái phần này nó còn ngoại tử, bây giờ mẫu bé mẫu nữa rồi ta trái em đây. Trời ơi nó đen thui không nổi ghê. Ta trái của em đây hiện tại giờ nếu mà chị tháo ra là nó đây nè. Giống như là chín hết thịt luôn. Đúng rồi. Bởi vậy giờ thật sự là nếu mà đi lần hai nó chị cũng không biết. Kinh phí đâu mà từ đâu mà đi. Thì chị có nghe là khi mà đi lên lần hai này là bao nhiêu tiền không? Chị chưa biết em ơi. Chưa biết luôn hả? Vậy gì? Tình hình mình lên là mình nhập viện lại là mình tạm ứng lại rồi từ từ nó lên ca mổ rồi của mình đóng giống như từ đầu. Dạ, đóng từng đoạn ha. Dạ, từng đoạn. Dạ. Đây, tao phải đây. Trời ơi, quá trời quá đất. Tao phải còn ngoại tử nè. Ừ. Nó chưa có hoàn giờ có nhức không hậu? Giờ nhức chứ không? Hả? Nhức tê tê tê. Quá trời, quý chú anh chị. Nó ngay cũng có mấy cô tính quay lên rồi á, là có mấy cô điện. Dạ. Điện nói là tình hình của cháu rồi sao rồi tụi em chia sẻ đặng gán mà có số tiền để cho cháu nhanh đi đặng cứu được bàn tay của cháu. Dạ. Bác sĩ có nói là cơ hội phục hồi của bé còn bao nhiêu trăm vậy? 5%. Chỉ số thấp lắm, tại vì nó chín hết gân rồi, thịt rồi kia nọ cháy hết rồi. Chỉ giữ lại được bàn tay hay không thôi, chứ mà nếu mà để hoạt động là được cũng không được, không được. Còn 5 là 5 phần giờ 1 em chị thôi, chị nói thật lòng giờ 1% cũng hy vọng. Dạ. Giờ có 1% cũng hy vọng nữa. Đúng rồi. Bác sĩ nói vậy vì Hậu nó còn quá trẻ, nhưng đúng ra cỡ 30 ba mấy tuổi là lên bác sĩ đâu có cực nhọc gì, chỉ cưa là rồi xong. Đúng rồi, cưa rồi hoặc là lắp cái bàn tay giả sau đó thôi chứ. Mà Hậu vì Hậu không sâu quá, bác Lộc nói nếu mà cưa khúc này nếu mà vẫn còn ngoại tử là vẫn tháo tiếp. Tháo khớp. Tháo khớp. Tháo lên tới cùng chỗ luôn. Rồi chừng nào mà thấy là thịt nó hết ngoại tử mới mai lại. Dạ. Cho nên bây giờ tay của Hậu vẫn còn để mà theo dõi nữa. Dạ. Ở trên đây có đau không Hậu? Dạ không. Trên đây không đau hả? Chỉ bị hai ngón tay thôi. Bị ở dưới đây thôi, chỉ từ ngay chỗ cái khúc này xuống dây đi đây thôi ha. Giống như kiểu là nó bị vô cái khớp trong ngay cái mạch máu chính của mình luôn rồi. Thật sự luôn, nếu mà bị ở dưới như này nè, chính mạch máu đó, em nó không bị mất máu. Đúng không? Đúng rồi. Chứ nếu mà không giống như mình đứt tay, đứt ngang đó là ngay mạch máu không luôn á. Nó chính. Ừ, nó chính cái mạch máu rồi đó, máu nó không ấy ra. Nó
nó mấy gai, nếu mà nó mục là nó đứt luôn. Dạ. Bác Lộc nói là nếu mà mục là đứt là đứt luôn, chứ không có cửa đường quậy gì nọ, chịu đứt là phải chịu. Nhưng mà giờ cái tay này vẫn còn, bởi vậy bé đâu có dám xuôi xuống. Dạ. Ông nói giống như giờ giống như nó là giống như là cái dòi nước vậy. Ừ. Mình đưa lên vậy thì máu nó chảy từ từ, còn nếu mình nổ xuống thì nước nó tuôn xuống. Ừ, đúng lòng nó phải dở. Đúng rồi. Giống như kiểu mà nước cái ống máu mình đang chảy từ đang chảy vậy mà nó giờ nó bị, mình có đường bít thì nó bít rồi. Đúng rồi. Mà giờ nó giống như là nó chưa có bít được. Chưa bít được. Nó muốn bật ra nó bung rồi, nó bung rồi. Dạ. Nó bung gọi đứt hết cọng rồi. Ta phải còn. Bữa là chắc lên cho nó mới xì máu. Lên cho bệnh viện mới ra máu. Vô máu. Dạ. Mẫu vô máu rồi. Thì mình nghĩ tới tương lai cho em nữa, mình thấy mình sốt. Chị không biết sau này sao, chị không, chị nói thật. Ủa chị được mấy giờ, mấy người con? Có mình nó đó. Có một mình em này thôi. Mình nghèo khổ rồi, đâu có dám đẻ nhiều. Mình đi mần mướn không, rồi đẻ nhiều rồi mình không có lo được. Bây giờ mình tập trung vào cho nó, để cho nó ăn học, để sau này cái tương lai của nó này nọ, cho nên nó đẻ có mình nó. Rồi tới giờ hai mẹ con lủi thủi sống chui vậy đó, rồi giờ nó gặp như vậy rồi. Dạ. Biết sao. Dạ. Sợ là sợ, mình không có nói là nó lo cho mình, mà sợ là sau này mình không còn nữa rồi không biết ai lo cho con mình. Dạ. Rồi em cháu bị tai nạn vậy rồi cháu có tiền sống mình hai chưa? Chưa, chuẩn bị ôm đề đồ, còn đề cương đồ còn. Bữa hổm nó kêu thầy gửi đề lên cho nó thi, nhưng mà thật chất nó đâu có làm mẫu tới không, mà đâu có gì được đâu, đang ôm thi nè. Yeah. Rồi thầy nói như thôi giờ ráng đi, ráng em ráng tập trung bệnh trị vết thương đi, rồi để sau này thầy nhà trường sẽ an ủi nó vậy đó, hỗ trợ sao, hỗ trợ sao. Yeah. Rồi cũng không biết từng nào bé được nữa, chỉ có 5% giờ bé. Hồi nãy bị ngay cái bụng nữa hả Hậu? Yeah. Ngay bụng lại bị nữa không? Có bụng, có bụng, có bị ngay bụng không? Ngay đít. À, chân hai bên chân với lại tay thôi đó. Một bên. À. Bên đây là nó nhiều, thấy không? Mày được rồi. Không? Đau. Nó được. Ừ. Dạ. Rồi cái đít nè. Qua à. Tới gần tới cái trứng giái luôn. Ờ. À. Thôi vậy được rồi chị. Là không đụng vô trứng giái. Kéo xuống cho em. Trứng giái thì nó lành. Dạ. Là cái đường điện ở ngoài đây á chị. Nó cái đường điện em nhìn lên đi. Nó trời ơi. Ngay cục điện này luôn quý chú anh chị. Trời ơi. Là ba cổng dây điện đây hả chị Mến? À là điện đi ngang nóc nhà mình đây ha. Nó này đây nè, nó đây nè. Ờ ba cổng này đúng không? Đúng rồi, ngay đây nè. Trời ơi. Mà dựng đâu phải dựng ngay đây đâu, dựng ở trên đây nè. Ủa sao mà phóng ra xa ta? Dựng ở trên đây nè. Ủa dây điện trên đó nó có vỏ không? Dây điện đó không có vỏ. Không có vỏ hả? À, bởi vì bác Lộc nói là bữa mình lên là ổng giải thích cho mấy bác sĩ mà chuẩn bị ra trường á. Ừ. Đang chuẩn bị trường đang học á. Là ổng nói là tất cả mà ở tỉnh mình bị điện giật á, là toàn bộ là từ dưới đất lên tới trên là 6 thước hoặc 5 thước toàn là cao thế không. Đúng. Vì ở thành phố nó ít bị giật là lý do là dân cư đông, người ta có vỏ bọc. Đúng rồi. Còn mình ở đây tôi lũi như vậy đó. À, là dây điện trên đó nó không có vỏ. Nó không có vỏ, cho nên là khoảng cách từ 5 tới 6 mét là nó vẫn khúc bình thường, nó vẫn phóng bình thường. Trời ơi. Hậu xui, hậu bị. Tại cũng không để ý cái vấn đề điện ha. Nên nghĩ là lên mình đâu có biết đâu, mình xui rủi, chuyện xui rủi. Phóng hên là nó nổ, không nổ, nhỏ chết rồi. Khô máu luôn, dính nhỏ vô đó. Thật sự luôn, bữa trước em cũng mới đi quay ở dưới Duyên Hải cái vụ mà cái anh đó anh đi sửa cái máy bơm nước á. À, quên giống như là thay cái cột chì á, thay cái ống áp á, cái quên không có tắt điện trong nhà, giật ảnh chết tại chỗ. Già không có sức đề kháng, bác Lộc nói Hậu là sức còn trẻ còn nhỏ, chứ thứ hai nó chưa có va chạm là rượu bia nhiều, máu nó vẫn chưa có bị loãng. Đúng rồi. Nếu mà giống như tụi em mình thanh niên lớn lên rồi là loãng máu là lệnh liền, đông máu liền. Một là tháo khớp, hai là cũng tứ chi chứ không. Nói chung là còn mạng sống, tới đâu lại tới đó. 1% chị cũng hy vọng bác sĩ sẽ cứu được.
giờ thì em nó còn nhỏ, em nó chưa có suy nghĩ tới chuyện này sau này phải như thế nào đâu. Chưa biết, nó vô tư lắm. Nó chỉ nói mẹ ơi con sống là được, con còn sống. Dạ. Hai mẹ con ở trảm 2 tháng. Là ở trên bệnh viện 2 tháng luôn. Rồi chị không đi làm mà cũng nói chung là mượn người này kia ít người ít chỉ để đưa lên thôi. Cậu mợ gì đâu, ông ngoại cũng chạy, tụi nghiệp ông ngoại già cả rồi, ông ngoại cũng phải chạy đôn chạy đáo để kiếm lo cho cháu. Ông ngoại nay nhiêu tuổi rồi chị? Ngoại nay 60 tháng mấy rồi. Dạ. Giờ ông ngoại ở bển thì có trồng trọt chăn nuôi gì không? Không. Rồi anh chồng thì không có xuống hỏi thăm không gì hết. Tới ngày hôm nay về cũng không hỏi thăm, ổng ở Đài Vinh là chứ đâu có xa xôi gì đâu. Dạ. Xa xôi gì đâu mà. Tại là số con mình nó vậy mình phải chịu. Dạ. Yeah. Bên nhà lúc đầu nhập viện rồi nhà trường mổ lần thứ ba thứ tư rồi có nhà trường có cử một cô lên tới bệnh viện Chợ Rẫy nhưng mà không có vô được. Bởi vì bệnh viện Chợ Rẫy chỉ có một người nuôi để lấy dấu găng tay đó. Cho nên là người thăm là mình gặp ở dưới cầu thang thôi. Dạ. Chị xuống. Tại vì cái đó là vô cái pha phỏng rồi đúng không? Dạ, pha phỏng. Pha phỏng rồi người ta đâu cho mình vô được nhiều đâu. Sợ vi khuẩn. Vi khuẩn này kia nó nhiễm trùng bệnh nhân đó. Cũng vậy. Mấy cái đó là chị rửa xong là chị phải trụng nước sôi rồi phơi nắng. Ồ, là chị này là về nhà là giờ hiện tại chị tự làm cho em luôn. Chứ đâu có tiền đâu. Đâu có tiền đâu. Nằm đi con cho cậu ấy chứ. Tê hả con? Tê tay hả? Lên đây nè nằm con. Lên đây nè nằm, bẻ tay lên đây. Lên đây nè nằm. Giờ nó tê hả? Tối ngủ được không Hậu? Không. Nó nhức quá. Cô còn có thuốc mà đâu có dám cho uống đâu. Dạ. Thuốc đó thuốc giảm đau rồi. Còn là Panadol với kháng sinh chống viêm rồi không? Uống vô thì nó ngủ được. Giảm đau quá. Nó giảm đau, nó có thuốc ngủ nữa. Bác sĩ nó uống nhiều quá rồi sau này nó sẽ qua thận. Qua thận là cũng là mệt cháu nữa. Nên giờ đau thì cũng thấy ráng chịu. Đau nó mẹ ơi nhức quá, chịu hết nổi rồi. Cho con uống đi rồi con uống. Để bé ngủ. Máy này chị mua không ở bản. Nói chung là bây giờ là đây khó khăn lớn nhất của mình đó là hiện tại là mình đang chưa có tiền để đưa em nó lên cho bệnh viện lần này rồi lần thứ hai. Chị về hôm dài cũng nhờ bà con lối xóm cho mà giờ thiệt. Không chú giờ còn có nhiêu đi nữa. Không biết làm sao để sao đi. Không còn sáng mấy chị mới cho nữa nè. Dạ. Lại thăm cho nè. Chứ giờ tiền của chị sáng đi chợ cũng còn mấy chục ngàn. Dạ. Một cái tình mẹ thiêng liêng để dành cho con, như con giờ bây giờ bị quá trời nặng của chú anh chị. Thật sự thì qua clip này thì trường cũng kính mong quý của chú anh chị mình xem được đoạn video này nên trợ duyên cho em Hậu, tại vì em còn quá trẻ. Thì giờ gặp thì em không có anh em nữa, chỉ có một mình em Hậu à. Phải chi có một người em hay một người chị hay là một người anh gì đó thì có thể sau này về sau thì còn thể chăm sóc lẫn nhau được. Giờ con có mình em mà. Mình cứ nghĩ mình khổ, mình đi mần mướn, mần thê không à. Mình đẻ nhiều, mình không có ruộng đất, không có gì hết trơn rồi. Mình lấy gì mình cho con mình. Rồi thôi chị suy nghĩ rồi thôi, giờ mình còn sức mình mần, mình nuôi con mình cho nó ăn học cho tới. Rồi nữa nó cũng có cái nó học cao rồi, dù sao nó cũng nhờ được cái bản thân nó. Ủa đây là nhà chị luôn hả chị thê? Không, nhà kho của nhỏ em. À, là cho ở nhà. Là chỗ ở nhà. Chị không có ruộng đất chị vợ hả? Không, chị không có ruộng đất gì đó. Ở đây là giờ hiện tại là ở tạm đây là lâu rồi chứ chị? Chị ở Bình Hội á. À. Chị ở với Bình Hội. Rồi cuộc đời chị nói đúng ra, nói ra thì khổ lắm. Dạ. Bởi vì chị sanh ra rồi có mấy tiếng đồng hồ rồi mẹ chết. Rồi bỏ lại rồi bà ngoại nuôi. Ngoại nuôi chị tới lớn luôn á. Sau này chị mới về. Quả rồi có chồng rồi bên chồng cũng khổ mà đừng cứ dạ như mình sống không có hạnh phúc không biết lo ông này nọ đó.
rồi mới ôm con về đây ở nhà đứa em nè. Dạ. Tới giờ ổng lúc đầu ổng cũng theo chị về, về ở rồi tới lúc nóc này á, học lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì chị cũng nhung không nhớ rõ nữa. Rồi tự nhiên ổng bỏ ổng đi luôn, rồi chị đi mần ở nhà, rồi ổng xách xe ổng bỏ ổng đi luôn, rồi ổng nói ổng không về nữa. Trời ơi. Rồi chị tới giờ là chị mần chị nuôi con chị đó. Dạ. Tới ngày hôm nay cũng về ở gần ông ngoại nè, ông ngoại thì ông ở bên đây, rồi kho này của nhỏ em nó cho ở nhà, bởi vậy nó để nước để ga đâu đó. Dạ. Rồi chị ở khúc sau này nè. Dạ, nói chung là mình hoạt động ở phía sau thôi, phía đó, trên là bên chỗ đó. Chỗ nấu ăn, là chỗ ngủ, rồi tối là chị nằm đây, rồi hậu nằm đây. Dạ. Đầu rửa nó thuốc men thì nó ở đây. Là hai mẹ con chỉ có một chỗ vòng vòng đi nè. Không có nhà ở giờ đúng mỗi được mỗi cái giường thôi đó. Bên đó là của ông ngoại. À, ông ngoại cũng ở đó luôn. Là sửa antenna, sửa bên ông ngoại chứ không phải là sửa bên đây. Bên đây chị đâu có truyền hình gì đâu. Bên đây đâu có tivi, đâu có gì đâu. Ở bên kho là của nhỏ em. Dạ. Ông ngoại cũng có cho, cũng cho cái miếng đất 5 mét. Nhưng mà ông ngoại nói có hai mẹ con rồi thôi ở đây đi. Dạ. Cách làm gì. Rồi mình cũng đâu có tiền đồ bạc gì đâu. Rồi thấy ông ngoại sửa rồi nhỏ em nó sửa, nó hai ở đi, đâu có ai ở đâu. Rồi tôi thấy vậy mình để mình đi bằng mướn, mình kiếm tiền nuôi cho con đi ăn học. Dạ. Thật ra là mình ăn nhiều chứ đâu ở nhiều, mình cứ nghĩ vậy. Mà con ở vậy thì bây giờ thật sự nhìn thấy mậu thì không biết nói sao luôn. Giờ nghĩ tương lai của em Hậu ơi, giờ hai tay em nó đã như vậy rồi. Tối nó nhất khó chịu lắm hả Hậu? Giờ thẳng tay thẳng cũng không được, mà cong cong vậy này mới khó chịu nè. Nó nặng không được. Nó mỏi, cứ cong cong. Bởi vì nó đâu còn gân đâu mà để mình cựa quậy rồi. Ừ. Nói chung là không còn gân để cựa quậy rồi. Nó tay múp lên trơn luôn. Đau không? Tê tê. Tê tê hả? Tay múp lên. Dạ thì vậy hẹn chị, thì ngày hôm nay tụi em cũng qua đây để thăm chị, thăm em Hậu và cũng thăm luôn giống như là hoàn cảnh hai mẹ con chị, thì được chị chia sẻ câu chuyện này em cũng mong sao mà được quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước thấy được hoàn cảnh của chị ha. Với lại của em Hậu thì trợ duyên để cho giúp một ít kinh phí để sắp tới là đi lên bệnh viện lần thứ hai. Thì em cũng cảm ơn chị đã nhín ít thời gian ra để mà chia sẻ câu chuyện của em Hậu cho tụi em ha. Rồi chị dạ. Cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cũng cũng cầu mong sao mà Mạnh Thường Quân thấy được hoàn cảnh này để trợ duyên cho em mấy để có tiền đi lên bệnh viện lo. Tính quay lên thì cũng có bây giờ tính để số điện thoại của chị đó. Ừ. Cho nên cũng có mấy cô mấy chú cũng có điện hỏi thăm, động viên, an ủi. Dạ. Thì chút nữa em sẽ để số điện thoại chị lên. Dạ thì trên video á thì để nếu mà ai có gì cần á thì gọi trực tiếp với chị ha. Chị có sợ bị phiền không? Không, nhầm khi chị không biết xài điện thoại, chị không biết. Dạ. Nó có gì liên lạc với em đi cho nó dễ, nhầm khi chị mắc cửa băng cho bé nó thật lòng, nhầm khi lu bu lo cho bé rồi không cho cháu á, rồi không có để cái điện thoại theo nữa. Dạ, nhiều khi cũng khi... điện không bắt máy được sợ ta giận ha. Ta giận đúng rồi, ta dạ. Nói sao mà điện hoài mà không bắt máy. Dạ. Rồi cái điện thoại này thì của Hậu học cho nên chị không có không biết xài sao nữa. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn chị nhiều, cảm ơn Hậu nha. Chúc Hậu mau lành bệnh nha. Dạ. Cũng mong cầu trời khẩn Phật cho Hậu mau lành lại vết thương để dù cái tay mình không hoạt động được nhưng mà giống như là mình thẳng tay rồi duỗi tay rồi cũng ngay khi nào cũng được. Để mà năm ngón tay của con mình, nhầm khi chị cũng nghĩ mình sanh ra nó quá tật nguyền, giờ nghĩ sao này con mình mới còn. Chị cũng cố gắng lên nha chị đừng có buồn, chị buồn quá rồi chị gục ngã thì không ai lo cho Hậu nha chị nha. Dạ thì đây là tất cả mọi người sẽ hướng theo Hậu để coi tình hình của Hậu như thế nào, nếu mà ta giúp đỡ được phần nào ta giúp đỡ. Hủi thì mình gục thì đâu con nó tựa vào đây. Dạ đúng rồi. Có mình chị. Dạ. Mấy người tránh có mang ngủ nó chị gán lên đi. Ừ. Chứ mà chị mà gục là Hậu nó không biết tâm chờ vào ai đâu. Dạ. Thôi cố gắng lên nha chị, nói chung là mọi người cũng luôn sẽ bên cạnh chị ha. Cố lên chị ơi. Dạ.
Nói chung chuyện này xui rủi thì không ai muốn đâu. Dạ vậy hẹn chị ha. Dạ, chị cảm ơn. Dạ. Cảm ơn.